Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 5454 39 để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là bí quyết chống nắng triệt để cho mọi làn da. Có thể nói nắng tia cực tím là một trong những thủ phạm gây nên làn da xấu xí, đen sạm và thậm chí nó là thủ phạm gây nên ung thư da. Chính vì thế nên tất cả mọi người phải đề phòng và chống nắng thế nào đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, giảng viên bộ môn da liễu tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng chia sẻ với quý vị nha. Chào bác sĩ ạ. Chào anh Quyền Linh, chào khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Xin mời quý vị chào đón bạn Bảo Ngọc. Dạ xin chào bác sĩ, xin chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Đối với bạn thì làn da nó quan trọng như thế nào? Làn da đối với tôi thì rất là quan trọng, tại vì tôi là rất là người sợ đen và da thì sạm, nên là khi đi ra ngoài đường thì tôi hay mặc váy chống nắng hoặc là áo chống nắng thôi. Vậy tại sao tất cả chị em phụ nữ ra ngoài đường đều sợ ánh nắng và thậm chí trùm mặt trùm mấy giống như ninja vậy thưa bác sĩ? Thật ra là ai cũng hiểu rằng Việt Nam là một đất nước ở vùng nhiệt đới, cho nên đó là cái cường độ của tia UV nói chung cũng như ánh nắng mặt trời đến bề mặt trái đất rất là cao. Trong đó gồm rất nhiều loại tia khác nhau, ngoài UV mình còn có ánh sáng khả kiến, còn có hồng ngoại vân vân. Cho nên cái chuyện da mà bị tác động bởi cái tia nắng là cái chuyện đương nhiên. Như là anh Quyền Linh giới thiệu ngay lúc đầu, ai cũng biết là ánh nắng, trong đó tia UV là thủ phạm chính gây lão hóa cũng như là gây sạm nám ở các bạn mặc dù còn trẻ, chưa đến cái độ tuổi lão hóa. Và như vậy là để bảo vệ cái vẻ đẹp của chị em phụ nữ thì hầu như chúng ta ai khi ra đường cũng sẽ trùm rất là kính. Trùm kính mặt lại rồi bôi kem chống nắng, rồi thậm chí là chị em phụ nữ còn có cái khăn choàng ngoài nữa. Nó có lỗ để dễ thở, trùm một lớp ngoài nữa. Như vậy có đủ để bảo vệ chống tia cực tím hay là ánh nắng mặt trời chưa? Trong các cái phương thức chống nắng á, thì đơn giản nhất là chúng ta nghĩ là cứ trùm kính là sẽ bảo vệ da chống nắng được. Khi mà chúng ta trùm bằng những cái vật liệu mà gọi nôm na là một cái phương thức chống nắng cơ học, thì chúng ta chỉ là hỗ trợ giúp da, bảo vệ da, chống nắng thôi, chứ không thể nào mà đạt được cái hiệu quả cao. Cái phương thức chống nắng bằng cách dùng kem bôi chống nắng thì như thế nào? Kem bôi chống nắng là gồm có, như chúng ta thấy là thường thể hiện trên kem là chỉ số SPF là chống lại tia UVB. Và ngoài ra phải lựa thêm những loại kem chống nắng có tác dụng chống UVA, tức là UVA BF là từ 2 cộng trở lên thì mới có tác dụng chống được UVA. Và để đạt được cái hiệu quả chống nắng mà giống như những cái thông số thể hiện ngoài vỏ bao của tuyếp kem thì chúng ta phải bôi đủ lượng, tức là 2mg trên 1cm vuông da, thì chúng ta sẽ thấy là hầu như một tuyếp kem chống nắng chúng ta sẽ xài rất là nhanh, hết rất là nhanh. Mà ví dụ như đi biển nữa mà xài luôn phần body thì hầu như một tuyếp kem là xài cho một hoặc hai lần đi biển là đã hết tuyếp kem rồi. Và mỗi lần bôi kem chống nắng một lớp như vậy chỉ có tác dụng tối đa là khoảng 3 giờ. Tức là sau khoảng từ 2 đến 3 giờ thì các nhà chuyên môn lại khuyên chúng ta nên bôi lại. Như vậy chúng ta thấy những cái phương thức này cũng khá là phức tạp khi chúng ta áp dụng. Nhưng điều đó chúng ta cũng không nên nản chí, chúng ta nên phối hợp nhiều cái phương thức với nhau để làm sao bảo vệ cho làn da chúng ta được đẹp nhất. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Trời, coi kìa, coi kìa, con gái, con đứa. Mày ăn mẹ, ngon hả? Không ăn gì hết á. Trời, ngọt ngọt, mặn mặn ngon. Đi nghỉ dưỡng, đi ăn dưỡng là mình phải đi chơi cái này kia. Tối ngày ở trong phòng nằm ăn không vậy đó con. Con thấy cái thân hình con chưa, quá khổ chưa? Mà con mới sanh xong còn xồ xề nữa mà không có lo giữ dáng giữ eo gì hết. Làm biết là chồng nó chê, chồng nó chán đó. Mẹ cứ nhị hoài, chồng con chưa chê, mẹ chê trước rồi. Cái gì nữa? Mẹ mở đường cho hưu chạy. Mày biết sao không? Ảnh nói con á, con rất là sexy. Càng mập con càng sexy. Con thấy con đẹp trong mắt chồng là được rồi. Trời ơi, tôi dòm tôi còn ngán mà chồng con khen vậy hả? Chắc nhiều khi thích ăn li bít đó. Trời ơi, con ơi con. Con đã nhớ là con sang một đứa rồi, con phải giữ dáng nghe. Chứ cái đà này mà dậy đi ngoài là không được đâu con. Bây giờ nè, mọi người tổ chức đi bơi kìa. Đi xuống đi bơi.
đi bơi cho nó khỏe. Thôi sao vậy? Không đi đâu. Sao vậy? Nắng, nắng đen. Thôi cha, nắng đen đừng có diễn lý do hay là cô sợ á. Cô sợ là cô mập quá, cô không dám mặc bikini trước mặt mọi người chứ gì. Người ta dòm cô, ta tưởng con cá heo, con cá voi chứ gì. Mẹ. Cái gì? Ai nói vậy? Con đâu có sợ đâu. Chứ sao không đi bơi? Tại vì... này nè, mẹ thấy không? Thấy gì không? Là sao? Da trắng nõn nà như trứng gà bóc. Bây giờ nếu mà con đi ra ngoài nắng á, nắng đen con sao? Không được đâu. Nắng đen thì mình lấy kem chống nắng mình trét lên. Sai. Gì vậy? Kem chống nắng là gì? Kem chống nắng đơn giản nó chỉ trắng được nóng thôi. Nhưng mà về nhà mình cũng đen à mẹ. Vậy là mẹ biết sao không? Sao? Hôm bữa con xài về con thấy nè. Đè đó, đè nổi mấy cái nốt đỏ cái con ngồi con gãi. Con gãi mà có thẹo luôn nè mẹ thấy không? Mẹ, hay là da con nhạy cảm quá không có dùng được kem chống nắng? Trời ơi, con hỏi mẹ, mẹ biết hỏi ai? Mẹ đâu có biết cái chuyện đó. Thưa bác sĩ, là như trong tình huống vừa rồi thì bên ngoài tôi cũng gặp một số trường hợp là sử dụng không thực sự hiệu quả kem chống nắng. Với các chị em thì khi sử dụng kem chống nắng thì làn da vẫn bị đen, thậm chí là cháy nắng. Vậy như làn da của tôi khi mà sử dụng kem chống nắng thì nổi mẩn đỏ rất là nhiều. Vì sao vậy bác sĩ? Khi dùng kem chống nắng, như tôi đã lưu ý ở phần trên thì chúng ta thấy là phải đúng cách. Đó là bôi phải đủ dày. Cái thứ hai phải lựa chọn cái loại chế phẩm chống nắng phù hợp với lại cái làn da cũng như cái hoàn cảnh, cái tình huống làm việc của mình. Và cái thứ ba nữa phải chăm chỉ bôi lại. Tức là sau khoảng 2 đến 3 tiếng là hầu như những cái hoạt chất chống nắng trong cái lớp kem chống nắng chúng ta đang bôi đã hết tác dụng. Và chúng ta cũng nên phải bôi lại lớp mới. Và một cái thứ hai nữa là gì? Đa số các chị em khi bôi chống nắng là về mặt tâm lý. Cảm giác rằng da tôi đã được có kem chống nắng rồi, thế là lại lơ là những cái phương thức chống nắng khác, do đó dễ bị sạm đen hơn là như vậy. Đối với cái vấn đề thứ hai thì như bạn nói là da dễ bị nhạy cảm, thì bôi chống nắng dễ bị ngứa sau khi rửa ra, thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn những cái loại mà chống nắng mà dành cho da nhạy cảm, chống nắng dành cho da bé bi để chúng ta xài trong những cái tình huống này. Dạ thưa bác sĩ, là vậy là mình có cách nào chống nắng hiệu quả cho mọi loại da, từ da khô, da nhờn và da nhạy cảm như tôi không ạ? Mỗi cái phương thức chống nắng sẽ hỗ trợ giúp cho làn da của chúng ta tránh được tác hại của ánh nắng ở một cái chừng mực tối đa mà cái phương thức đó mang đến. Đầu tiên chúng ta nên tránh đi nắng nếu mà không quá cần thiết vào giờ cao điểm, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Cái khoảng thời gian đó là cái tác động của tia UVB mạnh tối đa. Phương thức thứ hai mà chúng ta ưu tiên đó là chúng ta sẽ dùng những cái tránh nắng cơ học, đó là các khẩu trang màu sậm, nón rộng vành màu sậm, hoặc thậm chí những kính râm có tác dụng chống lại tia UV luôn, để chúng ta bảo vệ được làn da, chống lại lẫn UVB lẫn UVA. Cái phương thức thứ ba đó là dùng kem chống nắng. Như bạn đã nêu thì kem chống nắng chúng ta nhớ làm sao thì chúng ta phải dùng đúng cách, chúng ta phải dùng đúng loại da, đúng tình huống. Với cái phương thức chống nắng bôi như vậy á thì thật ra là như tôi đã nói, có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý hơn nữa, chẳng hạn như là về cái hiệu ứng về thẩm mỹ trên làn da như thế nào. Không phải ai cũng sử dụng được, tại vì khi sử dụng trong những cái môi trường mà cứ mặc lúc nào cũng cảm giác bóng thì cũng rất là khó chịu. Như các anh nam thì hầu như lại rất là khó sử dụng những cái chế phẩm bôi, hoặc là thậm chí các bạn làm ở những cái môi trường mà có độ ẩm cao, hoặc là bơi lội, thể dục, thể thao vân vân thì cũng không thể nào mà chúng ta cứ bôi những cái chế phẩm chống nắng trên mặt như vậy, vì đa số là khi bôi nó sẽ có cảm giác bóng nhờn trên bề mặt da. Những cái câu hỏi đặt ra thì làm sao bây giờ, với ba cái phương thức trên vẫn không giúp cho da chúng ta chống nắng tiến gần đến cái mức là hoàn hảo, thì chúng ta phải nên phối hợp với một cái phương thức nữa và hơn thế nữa, để làm sao mà dễ sử dụng cho mọi đối tượng và chúng ta có thể là rút ngắn được những cái bước mà chúng ta tốn kém thời gian để cứ phải đứng bôi đi bôi lại như vậy. Thì các nhà khoa học lại đã vận dụng và tìm ra đó là một cái phương thức chống nắng toàn thân, hay còn gọi là viên uống chống nắng. Viên uống chống nắng rất là hiệu quả
hiệu quả và tiện dụng, có thể áp dụng trên mọi đối tượng, có thể áp dụng trong mọi môi trường. Cảm ơn bác sĩ Vân Thanh. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Viên hùng chống nắng Bisan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế giúp chữa bệnh. Chán nản vì làn da sạm đen, thô ráp sau mỗi lần ra nắng, sao bạn chưa dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bisan? Viên uống hỗ trợ chống tác hại của ánh nắng mặt trời đến từ Mỹ. Sản phẩm chứa chiết xuất dương xỉ, 12 chiết xuất thảo dược và nhiều vitamin khoáng chất. Bisan giúp chống lại tác hại của ánh nắng tia cực tím, môi trường ô nhiễm bằng đường uống, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp chống lão hóa và dành cho những người muốn tránh nám, sạm da khỏi ánh nắng. Bây giờ việc chống nắng và tia cực tím không còn vất vả và khó khăn nữa. Vì đã có viên uống giúp chống nắng toàn thân Bisan đến từ Mỹ. Sen à, bơ sen. Cô. Gì? Trời đất ơi, cô làm cái gì vậy? Thì chuẩn bị đi bơi. Hả? Cô đi bơi hay cô đi trượt băng? Đi bơi. Đi bơi mà cô mặc gì đôi kỳ vậy? Nó vậy vậy nó mới chống được cái tia cực tím, em hiểu không? Có đó cô nghe, con mới đi phơi nắng ở dưới á. Cái gì? Tắm nắng mấy tiếng đồng hồ đợi cô á. Hồi đó ơi, cái gì vậy? Tắm nắng là sẽ bị đen, hiểu không? Con có bí quyết rồi, không bao giờ bị đen. Thôi đừng có xạo. Cái này là qua bà đặt hả, ngồi nhiều chuyện với cái đám ô xin nhà cái bên gì. Cái này không gọi là nhiều chuyện. Chứ cái gì? Người ta gọi cái câu văn học á là đi một ngày đàn hồng một sàng khôn. Rồi nãy giờ sàng được gì chưa? Là cái vụ mà tắm nắng mà không bị đen. Đợi đợi xíu, nó có sách mắt có trứng liền. Thiệt không? Đây đây đây, nó có sách mắt có trứng liền. Hả? Nóng quá. Ê, cởi ra giùm cô, kéo, từ từ nha. Ai da. Đây, mệt quá. Đây có sách mắt có trứng. Đây. Đó. Cái này uống có tác dụng gì? Cái này á, tác dụng của nó là chống nắng. Chống nắng? Đúng, viên uống trắng da chống nắng. Có nghĩa là mình uống vô da mình nó trắng lên từ từ mà đi ra ngoài đường không cần mặc áo luôn, chống nắng. Chống nắng có nghĩa là trắng nóng. Trắng nóng là mình không có bị nóng thôi, nhưng mà đen vẫn phải bị đúng không? Không, nó có chống tia UV. Vậy chống tia UV là không có bị đen. Không có bị đen hả? Bây giờ cô không tin đúng không? À. Con làm chuột bạch thử rồi nè. Cô thấy nãy giờ con đi phơi nắng mà hai màu da vẫn đều nhau, không hề có một cái gì gọi là ranh giới, thấy chưa? Hồi nãy tôi nghi cô lắm, cô xuống dưới cô lột đồ cô phơi đúng không? Nó mới đen đều. Trời, con không ngờ luôn, cô có thể nghĩ ra được câu chuyện đó luôn á. Chứ sao? Con mà lột đồ ra mà con phơi nắng là nãy giờ cô thấy ở dưới hồ bên nó ói đầy hết rồi. À, cũng có lý. Cô không tin con cái gì? Không. Không tin, xài thử đi rồi biết. Qua thực phẩm tôi thấy có một cái dạng viên uống giống như nãy bác sĩ Vân Thanh vừa nói, là dạng viên uống là Bisan. Vậy thì trong thành phần Bisan có gì và nó hiệu quả ra sao? Cái hoạt chất chống nắng mà hiệu quả nhất hiện nay có trên thế giới đó là cái hoạt chất Polybdenum Locotomus. Đây là một cái chất chiết xuất từ dương xỉ của vùng nhiệt đới, đặc biệt là ở những cái vùng như là Trung Mỹ, Nam Mỹ. Cái Polybdenum Locotomus này nó lại có tác dụng rất là tốt cho làn da, giúp da kháng viêm, điều hòa được cái miễn dịch, cũng như đặc biệt là giúp da bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng nói chung, trong đó gồm cả tia UV, tia ánh sáng khả kiến, cũng như là tia hồng ngoại và một số bức xạ vân vân mà tồn tại trong bầu khí quyển của chúng ta. Đây là một cái hỗn hợp phenol có chứa một số chất như là cái fumaric acid, như là cái caffeic acid vân vân. Đây là những cái chất chống oxy hóa rất mạnh. Nó giúp cho cơ thể dọn dẹp hết những cái chất cặn, những cái chất thải, những cái chất hại do tác động của các môi trường trên da. Cái thứ hai nữa là nó lại giúp cho da bảo vệ, chống lại được cái tia UVA bằng cách nào? Bằng cách là bảo vệ cái ADN của tế bào, làm cho cái ADN của tế bào không bị tác hại của cái tia nắng. Do đó cái tính chất tế bào của chúng ta không bị thay đổi, thì da vừa giảm được sạm nám, giảm được cái hiện tượng lão hóa, và do đó là giảm cái hiện tượng lão hóa chung của làn da. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng nếu chúng ta sử dụng cái hỗn hợp Polybdenum Locotomus này trong một khoảng thời gian dài nhất định thì lại giúp cho làn da của chúng ta săn chắc, chống lão hóa cũng như là sáng dần hơn. Đây là những cái hiệu quả rất là đáng ngạc nhiên và tích cực của cái hỗn hợp này. Và trong cái viên
uống chống nắng Bison thì chúng ta sẽ thấy rằng là còn có rất là nhiều những cái nhóm chất hữu ích cho làn da. Đầu tiên chúng ta thấy là những cái vitamin chống oxy hóa rất mạnh, chẳng hạn như là vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B2. Thì đây là những cái vitamin mà vừa cho da, vừa cho tóc, vừa cho móng, vân vân. Cái nhóm thứ hai đó là những cái yếu tố vi lượng như là kẽm, như là selenium. Thì đây là những cái yếu tố vi lượng cũng có trong cái viên uống Bison. Và những yếu tố vi lượng này nó giống như là những cái đồng yếu tố, người ta gọi là cofactor, trong cái quá trình chuyển hóa tế bào để bảo vệ lại da, ổn định màng tế bào hơn. Cái nhóm hoạt chất thứ ba mà cũng khá là hay và thú vị trong những cái thực phẩm chức năng có chất lượng, đó là những cái chiết xuất từ thiên nhiên để tránh cái tác hại nhiều nhất của những cái hóa chất hoặc hoạt chất mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài. Thì trong cái nhóm mà chiết xuất từ thiên nhiên này thì cũng khá thú vị, đó là những cái chiết xuất gì? Đó là từ cái hạt nho, từ cái lựu đỏ, từ trà xanh, từ cây kế sữa, từ lô hội, từ ca cao, vân vân. Và tất cả những cái hoạt chất mà từ thiên nhiên này, mỗi hoạt chất có những cái đặc tính ưu việt khác nhau, nhưng mà tụ trung lại là cũng giúp cho cơ thể chống lại cái tiến trình lão hóa, bảo vệ màng tế bào, cũng như là giúp cho da tránh được những cái hiện tượng là thoái hóa sớm, tăng sản xuất collagen hoặc là giảm sản xuất cái sắc tố trên da, làm cho làn da của chúng ta cảm giác là sáng và mịn hơn. Nghe tiến sĩ bác sĩ Vân Thanh nói xong mình muốn mua Bison uống liền vậy đó. Thật sự rất là hiệu quả ha, quá nhiều cái hiệu quả đối với làn da của chúng ta luôn. Thưa bác sĩ, là điều tôi lo lắng nhất đó chính là làn da của tôi rất là nhạy cảm. Liệu là có sử dụng viên chống nắng Bison được không? Có tác dụng phụ gì không? Và mình sử dụng như thế nào là hiệu quả? Đối với một cái phương thức là uống thì hầu như chúng ta không có ngại nhiều về cái vấn đề là làn da nhạy cảm. Bởi vì viên uống Bison với những cái thành phần mà tôi đã liệt kê ở trên thì hầu như cũng rất ít tác dụng gây dị ứng hay là kích ứng cho làn da. Trong cái thành phần của viên uống Bison, như bạn biết, ngoài những cái vitamin chống oxy hóa cực mạnh, cả những cái chiết xuất chống nắng, chống tia UV rất là hữu hiệu, thì còn có cái nhóm chất chiết xuất từ thiên nhiên. Và chiết xuất thiên nhiên tôi đã kể bạn nghe là trà xanh, thì chúng ta thấy là nó có chứa những cái tinh chất kháng viêm, làm cho da chúng ta cảm giác là dịu nhẹ khi chúng ta sử dụng. Hơn thế thì có những cái chiết xuất chẳng hạn như từ kế sữa, đó là cái silibilin. Thì cái chất này lại là có một cái tác động tích cực cho cơ thể, đó là bảo vệ tế bào gan, giúp tế bào gan chuyển hóa chất một cách tốt hơn. Như vậy khi dùng thì chúng ta cũng yên tâm cái chuyện là có hỗ trợ cho gan khi dùng một cái viên uống nào đó hay không, thì trong đó cũng đã có những cái hoạt chất để giúp cho gan làm việc tốt hơn. Và nói chung thì chúng ta có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, ngoài việc chống nắng, có thể là để một cái liệu trình hay là một cái phương thức chăm sóc chống lão hóa cho da nói chung. Nói tóm lại, chị phụ nữ khỏi lo, bởi vì đây nó là một cái dược thảo của thiên nhiên rồi, nó không có tạo ra những cái dị ứng nào khác. Vậy thì đàn ông uống được không ạ? Phụ nữ làm đẹp làn da thì đàn ông cũng biết làm đẹp làn da chứ. Bison thì mình uống vô nó có đẹp không? Như Gia Linh là uống được không? Anh Linh hỏi nam được hay không thì nam càng nên sử dụng. Bởi vì sao? Các anh nam, thứ nhất là những cái phương thức chống nắng như là tránh nắng là thôi các anh đi vô tội vạ bất kể giờ giấc. Bịt khẩu trang thì các anh nam lại ngại. Hình như không có luôn. Bôi kem chống nắng thì lại càng ngại nữa. Lại hơi bóng bóng trên da thì mọi người nhìn vào như thế nào. Và các anh nam thật ra cũng không đủ kiên nhẫn như chị em chúng mình để mà bôi chống nắng cứ phải lặp đi lặp lại và đủ dày. Do đó cái chuyện mà uống một cái viên chống nắng thì chúng ta thấy gì? Ngoài bảo vệ da chống nắng để bao hàm luôn cả những cái phương thức bên trên mà nam giới không sử dụng được, thì còn giúp được cơ thể chuyển hóa chất tốt, chống lão hóa. Các anh nam là bia, rượu,
cà phê, thuốc lá toàn là những cái thủ phạm mà gây lão hóa nhanh, lão hóa sớm. Như vậy thì các anh cũng nên dùng một cái phương thức thực phẩm chức năng nào đó để giúp cho cơ thể mình dọn dẹp các tác hại do những cái thủ phạm trên gây ra. Cảm ơn bác sĩ Vân Thành rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả gửi trực tiếp về cho chương trình. Xin chào bác sĩ, tôi 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên khảo sát thị trường nên cần đi lại khá nhiều. Thông thường tôi chỉ chống nắng bằng kem chống nắng, nhưng tôi rất ngại vì cứ thường xuyên phải bôi kem chống nắng 2-3 lần trên một ngày. Tôi nghe nói đến viên chống nắng Bisun, có ý định mua về uống cho nó nhanh. Bác sĩ cho tôi hỏi dùng viên chống nắng này có tác dụng thật sự hay không, và có thể thay thế việc bôi kem chống nắng được hay không? Cảm ơn bác sĩ. Phạm Thị Hoài Anh đến từ Hà Nội. Đối với cái viên uống toàn thân mà bạn hỏi thì bạn thấy là nó có rất là nhiều cái ưu điểm, chẳng hạn như là chứa hoạt chất chống nắng toàn thân, chứa những nhóm chất giúp cho da của chúng ta chống lão hóa, và đặc biệt chứa thêm những cái yếu tố vitamin tốt cho làn da, tốt cho sức khỏe nói chung. Như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng. Chỉ có điều cần lưu ý ở bạn đó là khi sử dụng một phương thức thì chúng ta nên kiên nhẫn, chứ chúng ta không nên theo trào lưu là sử dụng và lại muốn một cái tác dụng tức thì, phải thấy rõ ngay trước mắt. Và khi không thấy rõ điều đó thì chúng ta lại bỏ, tìm đến một phương thức khác. Như vậy, tóm lại là bạn vẫn có thể sử dụng phương thức viên chống nắng uống toàn thân, chẳng hạn như Bisun phối hợp với những cái phương thức chống nắng khác. Một câu hỏi nữa của một bạn đến từ Đà Nẵng. Xin chào bác sĩ, nghề nghiệp của tôi là kế toán, làm việc chủ yếu trong văn phòng suốt giờ hành chính, ít ra ngoài và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Như vậy, tôi có cần chống nắng cho da hay không ạ? Thì như chúng ta biết, hiện nay với cuộc sống gọi là kỹ thuật số thì đa số chúng ta là làm việc trong văn phòng. Cái môi trường làm việc văn phòng thì hầu như lúc nào chúng ta cũng tiếp xúc với các màn hình, không màn hình vi tính thì màn hình iPad, màn hình điện thoại v.v. Và trong màn hình này nó cũng có một cái loại ánh sáng phát ra. Và ngay từ đầu tôi đã chú ý với các bạn, tôi gọi là chống nắng, chống ánh nắng mặt trời là bao gồm gì? Tia UV là chính, tia khả kiến và một số tia mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, điển hình như là tia hồng ngoại. Và trước đây thì chúng ta cứ nghĩ rằng tia UV mới tác hại cho da, những loại tia còn lại thì hầu như là vô tội. Nhưng mà thật ra hiện nay là với những cái nghiên cứu và nhiều cái bào chế của những cái công ty lớn thì ra những cái loại chống nắng, kể cả chống nắng bôi, chúng ta sẽ thấy họ cũng lưu tâm luôn cả cái chuyện chống lại ánh sáng khả kiến, cũng như là chống lại cái tia hồng ngoại. Như vậy thì chúng ta tiếp xúc thường xuyên với màn hình. Có những bạn nói là mặc dù tôi làm tại nhà, tôi không bước chân ra vân vân, đều bị tác hại là như vậy. Khi chúng ta ngồi thường xuyên, cộng cái thời lượng liên tục tiếp xúc với lại cái ánh sáng của cái màn hình như vậy, thì chúng ta cũng bị tác hại của cái ánh sáng đối với cái làn da. Như vậy thì các bạn cân nhắc xem là lúc này chúng ta cần cái phương thức dùng một cái viên uống để thực phẩm chức năng để bảo vệ da chống lão hóa, để bảo vệ da chống lại ánh sáng nói chung, để tránh cái hiện tượng hủy hoại ADN của tế bào, chống lại cái hiện tượng tế bào bị biến chất vân vân hay không, thì lúc đó chúng ta cũng xét về những cái mặt có lợi và có hại. Có lợi thì tất cả những cái tác động mà tôi vừa kể trên. Ngoài ra thì chúng ta dùng thì chúng ta phải nên kiên trì. Như vậy về mặt kinh tế, nếu như chúng ta cảm thấy đảm bảo được, tôi chấp nhận một cái chi tiêu hàng tháng cho cái việc này, thì tôi cũng khuyến khích các bạn là nên dùng. Viên uống chống nắng Bisun, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế giúp chữa bệnh. Chán nản vì làn da sạm đen, thô ráp sau mỗi lần ra nắng, sao bạn chưa dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bisun? Viên uống hỗ trợ chống tác hại của ánh nắng mặt trời đến từ Mỹ. Sản phẩm chứa chiết xuất dương xỉ, 12 chiết xuất thảo dược và nhiều vitamin khoáng chất. Bisun giúp chống lại tác hại của ánh nắng, tia cực tím, môi trường ô nhiễm bằng đường uống, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp chống lão hóa và dành cho những người muốn tránh nám, sạm da khỏi ánh nắng. Bây giờ việc chống nắng và tia cực tím không còn vất vả và khó khăn nữa. Vì đã có viên uống giúp chống nắng toàn thân Bisun đến từ Mỹ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả.
Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: sử dụng kem chống nắng là biện pháp tối ưu nhất để chống nắng cho làn da đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01642452XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vân Thanh đến từ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bà Bảo Ngọc rất là nhiều. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ của bác sĩ tiến sĩ Vân Thanh thì tất cả chị phụ nữ cũng như là đàn ông chúng ta sẽ có cách để giữ làn da của mình khỏe, trẻ, đẹp. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí thông qua số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545439 quý vị nha. Cảm ơn sản phẩm Bison của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Việc chống nắng và tia cực tím cho da là một trong những bước làm đẹp cơ bản của các chị em phụ nữ, giúp da tránh được các tác hại của tia tử ngoại, tia cực tím. Thế nhưng việc sở hữu làn da nhạy cảm không thể sử dụng được kem chống nắng khiến cho làn da của chị Ngọc sạm và xuất hiện nhiều vết nám, lão hóa trên da. Sau khi được lắng nghe tư vấn của bác sĩ, chị Ngọc đã lựa chọn được cho mình giải pháp chống nắng cho da hiệu quả hơn mà không cần sử dụng kem chống nắng. Việc sử dụng viên uống chống nắng Bison là giải pháp phù hợp với làn da của tôi. Mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên là tôi có thể đi ra ngoài tự tin mà không cần che nắng hoặc sợ ánh nắng mặt trời. Sau một thời gian sử dụng và với việc chăm sóc da phù hợp thì đến nay da của tôi đã hoàn toàn sáng mịn. Sản phẩm được sản xuất từ dương xỉ, 12 loại thảo dược tự nhiên cùng các vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ da, chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, tia cực tím, tia tử ngoại, tia UV, bức xạ nhiệt, môi trường ô nhiễm và hóa chất độc hại, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và chống lão hóa. Sản phẩm giúp tăng cường khả năng bảo vệ da, đặc biệt với các vận động viên, người da nhiều mồ hôi hoặc da mẫn cảm với kem chống nắng. Với sản phẩm này, việc chống nắng trở nên đơn giản, dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.